Xin chào cô chú anh chị và các bạn Tây Ninh. Hôm nay Kha xin giới thiệu với mọi người một miếng đất chính chủ không qua trung gian thuộc khu phố 3 phường 1 thành phố Tây Ninh. Với tổng diện tích đất là 440 mét vuông, ngang 20 dài 24. Đất cách đường nhựa tua 2 khoảng 60 mét. Khu vực đông dân cư, nhiều tiện ích xung quanh. Đây là vị trí đất. Ra khỏi đất chúng ta sẽ quẹo trái thì đi lên ngã tư Bình Minh. Quẹo phải chúng ta sẽ ra khu phố Gia Long, đường Cách mạng tháng 8 nha mọi người. Đất thuộc khu vực đông dân cư, nhiều tiện ích xung quanh, gần Bách Hóa Xanh, gần cây xăng Quốc Thái, gần trường tiểu học Lê Văn Tám, gần nhà thuốc Long Châu. Đất thích hợp ở hoặc kinh doanh nha mọi người. Khu vực an ninh, yên tĩnh, cách Vincom khoảng 2 km, thuận tiện đi lại làm việc và học tập cho các bé. Anh chị quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với chính chủ 0933 147 233.